Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Sau vụ tấn công vào cầu Crimea diễn ra vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, Nga đã cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào cầu Crimea, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng. Như những lời đã cảnh báo trước đó, Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố tiến hành tập kích hàng loạt vào hai thành phố cảng của Ukraine để trả đũa vụ tấn công cầu Crimea. Thành phố cảng Odessa của Ukraine giờ đây đang chứng kiến những đêm kinh hoàng như địa ngục. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và UAV vào hàng loạt các mục tiêu ở Ukraine trong hai đêm liên tiếp. Cụ thể, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ biển và trên không nhằm vào các hạ tầng quân sự, kho nhiên liệu, kho đạn dược của Ukraine gần thành phố cảng Odessa, cũng như căn cứ không quân Kanatovo ở vùng Kirovohrad. Nga tuyên bố tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy. Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến các phương tiện không người lái di chuyển trên mặt nước, cũng như xưởng đóng tàu ở thành phố Odessa, tỉnh Odessa là nơi sản xuất những phương tiện này. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng những cơ sở này được Ukraine sử dụng để chuẩn bị các hành động chống lại Nga. Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy những vụ nổ lớn ở khu vực Odessa, trong đó có các cảng Ukraine trên Biển Đen. Thị trưởng Odessa Gennady Trukhanov cho rằng đây là đợt tập kích lớn nhất của Nga nhằm vào Odessa kể từ khi xung đột nổ ra. Vị thị trưởng chia sẻ: "Mẹ tôi năm nay 80 tuổi, cả đêm bà không thể chợp mắt bên trong hầm trú ẩn. Các nhà hàng, quán ăn ở Odessa đã mở cửa hoạt động trở lại, cảm giác như cuộc sống đã bình thường trở lại, nhưng thực tế bên trong mọi người đều lo sợ." Thành phố cảng Chernomorsk cách Odessa khoảng 20 km về phía nam cũng bị tổn thất nặng nề. Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, phần lớn cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của cảng Chernomorsk cũng ngừng hoạt động. Các chuyên gia ước tính sẽ mất ít nhất một năm để khôi phục hoàn toàn các cơ sở bị ảnh hưởng. Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm 19 tháng 7 thông báo 60.000 tấn ngũ cốc đã bị phá hủy ở cảng Chernomorsk sau các cuộc tấn công của Nga vào Odessa. Đây là số ngũ cốc được gửi qua hành lang ngũ cốc từ 60 ngày trước. Không quân Ukraine cho biết rạng sáng ngày 19 tháng 7, Nga đã phóng tổng cộng 63 tên lửa và UAV vào loạt mục tiêu khác nhau trên khắp Ukraine. Trong đó, Ukraine đã bắn hạ thành công 37 tên lửa. Người phát ngôn của chính quyền Odessa, ông Serhiy Bravchuk nói: "Đó là một đợt tấn công rất lớn, một đêm kinh hoàng như địa ngục." Odessa là thành phố cảng chiến lược ở miền nam Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Odessa bị coi là một trong những mục tiêu hàng đầu của Nga. Vụ tấn công mới nhất nhằm vào thành phố xảy ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công vào cầu Crimea nối liền đất Nga với bán đảo Crimea hồi đầu tuần. Sau vụ việc này, Moscow cũng tuyên bố không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, thỏa thuận vốn đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo coi một số khu vực ở Biển Đen là tạm thời không an toàn cho hoạt động của tàu, thuyền. Nga sẽ cảnh báo tất cả các tàu thuyền tìm cách tiếp cận các cảng Ukraine từ ngày 20 tháng 7 sẽ bị xếp vào diện nghi ngờ chở vũ khí và chọn phe Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky nói, các cuộc tập kích hai đêm trở lại đây dường như là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm gây tổn thất cho thành phố cảng Odessa. Ông Zelensky đã kêu gọi: "Với những cuộc tấn công kiểu đó, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các đối tác hỗ trợ tăng cường lá chắn bầu trời cho Ukraine." Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, cũng thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trên không và quân đội Ukraine phải đối mặt với không ít khó khăn trên chiến trường. Ông Podolyak thừa nhận tốc độ chiến dịch phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến và đây chắc chắn sẽ là một chiến dịch khó khăn kéo dài. Mặt khác, ông cho biết quân đội Ukraine đã giành được một số bước tiến ngay cả khi chưa tung hết các lữ đoàn vào chiến dịch phản công. Ông khẳng định Kiev đang gây sức ép lên lực lượng Nga và mục tiêu của Ukraine là làm tổn thương, gây tổn thất tối đa, chia cắt lực lượng Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Tổng thống Ukraine cáo buộc Nga cố tình nhắm vào mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc sau khi rút khỏi thỏa thuận này. Cầu Crimea, cầu cách nối vùng Krasnodar miền nam Nga với bán đảo Crimea qua eo biển cách. Đây là cây cầu dài nhất châu Âu, hơn 19 km và là tuyến đường trực tiếp duy nhất từ Nga sang Crimea, khu vực Nga sáp nhập năm 2014. Cầu Crimea được xem là có tầm quan trọng cả về thực tế lẫn tính biểu tượng. Đây là tuyến đường huyết mạch cung cấp hàng hóa, năng lượng cho người dân lẫn quân đội.
Cây cầu này đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nga đã sử dụng cầu Crimea để vận chuyển năng lượng, xe tăng, xe bọc thép, vân vân. Có việc vận chuyển của Nga trên tuyến này chủ yếu bằng phà, thường gặp trở ngại về thời tiết. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy lực lượng đổ bộ đường không Nga tấn công tổ hợp phòng không OSA của Ukraine bằng máy bay không người lái UAV Lancet. Hình ảnh từ video cho thấy UAV tự sát Lancet lao thẳng vào mục tiêu. Tổ hợp phòng không của Ukraine phát nổ ngay sau khi trúng hỏa lực. Trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, UAV Lancet đã gây chú ý nhờ khả năng bay lảng vảng trên không trong nhiều giờ và tấn công mục tiêu với tốc độ cao. UAV Lancet được Nga ra mắt vào năm 2019, có khả năng hoạt động độc lập, không cần hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn tấn công. Lancet được Nga đánh giá là một loại vũ khí làm thay đổi cuộc chơi, lấy đi lợi thế của các loại pháo bắn vào chuẩn do NATO cung cấp cho Kiev. Được thiết kế để khai hỏa nhanh chóng, rồi di chuyển đến một khu vực khác để tránh hỏa lực trả đũa của Nga. Các nhà quan sát quốc phòng cho biết, các mạng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, máy tính và tình báo C4I của Nga đã học cách tự động nhắm mục tiêu vào pháo binh Ukraine bằng cách sử dụng máy bay không người lái Lancet. Lancet không phải là máy bay không người lái tấn công tự sát duy nhất trong kho vũ khí của ZALA. Họ còn có Cúc, máy bay không người lái tấn công cánh tam giác có trọng tải 3 kg, thời gian hoạt động tối đa là 30 phút. Lancet có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3 kg, cùng với việc tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Lancet được nhận định là có thể gây ra thiệt hại lớn với các trang thiết bị quân sự của đối phương. UAV này có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12 kg, gồm cả thuốc nổ. Theo nhà sản xuất, Lancet có nhiều lợi thế so với các loại vũ khí khác. Thứ nhất, UAV này hoạt động theo cơ chế bay lảng vảng, tức là luôn được triển khai trên không và sẵn sàng tấn công mục tiêu bất cứ lúc nào, kể cả mục tiêu di động như pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trong một cuộc chiến thật sự. Thứ hai, UAV Lancet khá nhỏ, nhẹ nên gần như tàng hình trước radar phòng không truyền thống. Thứ ba, giá thành của UAV này khá rẻ nếu so với các loại đạn tấn công chính xác cao truyền thống. Phiên bản mới có thể được phóng từ xa và có khả năng liên lạc với các UAV khác, nhằm tấn công dồn dập theo cơ chế 7 đàn và mục tiêu đối phương. Khi một UAV trong nhóm phát hiện ra mục tiêu, UAV sẽ nhanh chóng kết nối với các máy bay không người lái khác để thực hiện nhiệm vụ. Cơ chế tấn công 7 đàn là khi một số lượng lớn UAV cùng lao vào một mục tiêu cụ thể. Mục đích của cơ chế nhằm làm rối loạn hệ thống phòng không đối phương, nhằm tìm ra lỗ hổng để xuyên qua, đồng thời gây ra sức công phá lớn nhất với những mục tiêu có giá trị. Ngày 16 tháng 7, theo Military Watch, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo các lực lượng phòng không đã đánh chặn 2 tên lửa từ hệ thống S-200 của Ukraine. Chúng được bắn theo đường đạn đạo nhằm vào các lực lượng mặt đất của Nga. Mục tiêu của các cuộc tấn công chưa được xác định. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 3 tên lửa HIMARS, 2 tên lửa S-200 và bắn hạ 13 máy bay không người lái Ukraine. Trước đó, phía Ukraine cũng đã sử dụng 4 tên lửa V-880 từ hệ thống S-200 để tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea, khu vực Rostov và Kaluga của Nga. Các nguồn tin của Nga cho biết thêm, 2 trong số 4 tên lửa đã bị quân đội Nga vô hiệu hóa bằng các thiết bị điện tử và 2 tên lửa còn lại bị đánh chặn bằng vũ khí phòng không. S-200, định danh NATO là SA-5 Gammon, là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Liên Xô phát triển vào những năm 1960. Hệ thống được triển khai trong các nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hành chính, công nghiệp và quân sự quan trọng nhất khỏi các cuộc tấn công bằng đường không. Mỗi tiểu đoàn S-200 được trang bị 6 bệ phóng và 1 radar điều khiển hỏa lực. Nó có thể liên kết với các radar tầm xa khác. Phiên bản S-200 đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 1963, sử dụng tên lửa điều khiển 5V21 có tầm bắn 150 km với đầu đạn thông thường. Phiên bản thứ hai, S-200V Angara, định danh là SA-5B, được đưa vào sử dụng năm 1971, sử dụng tên lửa tầm xa 5V28 với tầm bắn đạt 250 km. Phiên bản cuối cùng là S-200D Angara, định danh SA-5C, sử dụng tên lửa 5V28V với khả năng cơ động cao, hệ thống dẫn đường radar cải tiến với tầm bắn tối đa 300 km. Mỗi quả đạn 5V28 của S-200 có chiều dài 10,8 m,
trọng lượng 7,1 tấn và mang đầu đạn nổ mảnh nặng 217 kg hoặc đầu đạn hạt nhân có sức công phá tương đương 25.000 tấn thuốc nổ TNT. Tên lửa đạt độ tối đa 9.000 km/h, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 300 km và độ cao 40 km. Trong chiến tranh lạnh, Liên Xô cung cấp hệ thống S-200 cho một số quốc gia trong Hiệp ước Warsawa để hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của họ và đối phó các cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa hoặc không quân của NATO. Các quốc gia nhận được S-200 bao gồm Tiệp Khắc, Đông Đức, Hungary và Ba Lan. Tuy nhiên, trong số các quốc gia trên, chỉ có Ba Lan tiếp tục sử dụng S-200 đến hiện tại. Mặc dù đã lỗi thời do thiếu cơ động và thiết bị điện tử, nhưng tên lửa vẫn có mức độ nhận biết tình huống rất cao và tầm bắn xa hơn các hệ thống phòng không mà phương Tây sở hữu. Ba Lan ngày càng nổi bật trong thế giới phương Tây vì lập trường cứng rắn đối với Nga. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ba Lan đã trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ukraine. Mặc dù các lãnh đạo quân sự Ba Lan đã nhiều lần bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng chiếm ưu thế của Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra. Nhiều chuyên gia quân sự cho biết, các nhà thầu quân sự cùng lực lượng bán quân sự của Ba Lan đã đóng một vai trò rất lớn và ngày càng tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt là trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut và gần đây hơn là trong cuộc đột kích vào khu vực Belgorod của Nga vào ngày 22 tháng 5. Bên cạnh đó, Ba Lan cũng đã cung cấp phần lớn những vũ khí, thiết bị được thừa hưởng từ thời Liên Xô cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không tầm ngắn S-125 để tăng cường phòng thủ cho các thành phố của Ukraine. Việc cung cấp S-200 cho Ukraine được xem là biện pháp hữu hiệu bởi nó sẽ góp phần gây thêm áp lực lên mạng lưới phòng không của Nga và giúp nước này xử lý hiệu quả các loại vũ khí, khí tài sắp ngừng hoạt động của Ba Lan. Đồng thời là cơ hội để Ba Lan tiếp nhận hệ thống tên lửa tầm xa Patriot từ Mỹ vào năm 2025.